nghe đồ mang con này là cả tháng ăn mì gói phải không cái đó không đúng với người ta mà đúng với tôi nha lượng dòng được em hai ký tư cân lên chỉ điểm là 4 triệu ba tám chục thêm ba con bào ngư nữa là sáu trăm mấy á cái này ghẹ sữa phải không cho vô nồi luôn à, tôi nói nghe ở đây hải sản tươi sống không có mắt mà cái tiền chế biến bằng nướng cua rồi thôi kệ lâu lâu chơi lớn xíu mai về ăn mì không sao ta nói ăn có cái càng mà đau hết cả tay được cái lấy ra nguyên khúc thịt vậy cuối khúc này là tim đập mạnh dữ lắm rồi một miếng không cần chấm gì để cảm hết hương vị ta nói cái thịt này chắc còn hơn vận động viên nữa nó ngọt dữ lắm nói ra giờ chảy nước miếng bay ơi hai vợ chồng tôi lúa giống nhau lần đầu mới được ăn thử đó cho vợ trước rồi mình ăn sau cũng được thương vợ vậy muốn gì nữa cái gạch bút lên vậy thì khỏi hỏi béo cỡ nào ha bầu bì hạn chế ăn đồ sống tôi biết tôi biết khổ cái con này nó vừa ngon mà nó vừa giòn biết sao giờ sức tôi ăn được hai cái càng là bắt đầu thấy ngang ngang rồi đó phải mà được làm sốt này sốt kia giống ở việt nam thì đã ớn hơn nhiều quay qua quay lại làm thêm mấy miếng tempura nữa vỏ mỏng giòn tôm thiệt chắc nụi à thôi vét cho sạch về ngủ rồi mai bắt có mì lên